Đà Nẵng đang rà soát kế hoạch khai thác quỹ đất trung hạn giai đoạn 2022-2025 gồm 150 khu đất lớn với tổng diện tích 651.316,90m². Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ khả năng cân đối vốn, khả năng thực hiện các dự án theo từng năm trong giai đoạn 2022-2025 để đề xuất lại danh mục cho từng năm phù hợp. Trước đó, tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 trên địa bàn thành phố.